cười để chúng ta không nhìn thấy sự tốt lành của Chúa. Amen. Amen quý vị. Amen. Thế nên khi chúng ta xác định rằng Chúa là chủ, và nếu Chúa muốn, con sẽ làm. Amen. Vì chúng ta biết đặc tính của Chúa, Ngài rất tốt lành. Dạ. Chúng ta đi tiếp. Quản gia, chúng ta phải biết mình là quản gia. Nếu ta không nộp phần 10 thì Chúa Ngài là quản gia, còn con là chủ. Cho nên Chúa Ngài quản lý tài sản của con, rồi Ngài thấy chỗ nào nó thiếu Ngài đổ cho con đầy, rồi con sẽ làm việc theo cách của con. Chúa cứ giữ tài sản cho con, Chúa thấy chỗ nào nó thiếu Chúa cũng đổ cho con đi, còn con là làm theo cách của con. Chúng ta nói với Chúa như vậy. Amen quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta biết được Chúa là chủ thì chúng ta sẽ thay đổi cách suy nghĩ, con chỉ là quản gia. Và một cái sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã lập giao ước với David rằng ngôi của ông còn đến đời đời. Vì David rất khôn ngoan ở chỗ là ông luôn xác định rằng những gì ông có chẳng qua thuộc về Ngài. Sự giàu có của David, tầm ảnh hưởng của David ở trong lịch sử Israel tới bây giờ, thế giới và dân gian đều nhớ. Nhưng mà với ông, ở trước mặt Đức Chúa Trời, ông nói rằng Ngài là chủ của con. Amen. Con chỉ là đầy tớ của Ngài. Và thưa quý đệ tớ Chúa, chúng ta phải dạy cho bầy chiên của chúng ta biết rằng khi họ nộp phần 10, đó là hình thức sự thờ phượng Chúa. Amen. Amen. Chúng ta nộp phần 10 là chúng ta đang thờ phượng Chúa. Chúng ta nộp phần 10 để nói lên rằng Chúa Ngài trên tất cả mọi điều con đang có. Amen. Đó là hành động. Chúa Ngài cho chúng ta được nhìn thấy điều này để dạy về chi. Để họ không chăm số tiền nộp cho Chúa, nhưng họ biết rằng đây là một điều khẳng định ở trong sự thật của Chúa. Amen. Và họ nói với Chúa là Chúa Ngài là tài sản. Chúa là chủ của tài sản con. Chúa là chủ trên trái đất này. Nếu chúng ta không nộp phần 10 thì chúng ta sẽ giống, không phải chủ là Chúa chúng ta, mà giống một chủ khác, đó là Satan. Satan là chủ giả, và bản chất của Satan là cướp, giết, hủy diệt, hoảng loạn. Và trong những cái lời của Chúa trong Ma-la-chi đoạn 3 cho biết là các ngươi ăn trộm, đó là lời lịch sử, lời dịch mà tôi được nghe những lời cho Chúa biết tiếng Anh, họ dịch đó là ăn cướp. Như vậy thì nếu chúng ta không nộp phần 10 để thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta đang là con của chủ giả, đó là Satan, đó là cướp. Chủ giả không có gì cho nên muốn cướp, còn chủ thật chỉ muốn bàn phước thật. Thế nên chúng ta giống cha của chúng ta thì chúng ta phải nộp phần 10 để thờ phượng Ngài, và cũng sẽ học cách để bàn phước. Còn nếu chúng ta đánh cắp phần 10, coi chừng, miệng thì công xưng Chúa là Chúa con, nhưng mà lòng lại thuộc về chủ giả, ăn cướp. Chủ giả chỉ muốn lấy. Chủ thật mang ra. Cho nên chỉ có hai động tác, một là lấy để thâu vào, hai là mang ra. Nếu chúng ta nộp phần 10, chúng ta đang là con của Trời, thuộc về chủ. Và nếu chúng ta không nộp phần 10 thì đây là một hành vi ăn cướp, ăn trộm, chúng ta lại giống chủ giả chứ không thể giống được Chúa được. Amen. Nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta thấy được một phần 10 nó không đơn thuần chỉ là nộp phần 10, nhưng nó cần phải có một ý thức người ta đang làm cái gì, cho nên cần phải giáo dục. Và cuối cùng, một phần 10 sẽ nâng bậc lên, đó là sự vâng phục. Nếu chúng ta vâng phục được Chúa thì chúng ta mới có thể vâng phục người lãnh đạo. Nếu chúng ta tận hiến với Chúa thì chúng ta mới có thể tận hiến cho người lãnh đạo, vì vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta vâng phục được Chúa, chúng ta mới có thể vâng phục được người chồng. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta mới có thể yêu người bên cạnh của mình.
Và đây là một cái quy luật từ trên xuống dưới. Khi nhà tôi còn sống, tôi không có nói, nhưng mà có một mục sư, ông không còn ở tại Việt Nam nữa. Nhưng mà tôi không biết vì lý do gì, mỗi lần chúng tôi đi nhóm, sau đó thì ông có nói một người, và người đó nói lại tôi rằng cô Hiền cô rất là yêu chồng của cậu. Một lát nữa tôi sẽ làm chứng để quý vị thấy yêu chồng nó có nhiều lý do. Yêu chồng, nhưng mà có những cái tình yêu nó không lý do vẫn yêu. Vì sao vậy? Vì tình yêu Chúa. Chúng ta yêu Chúa được, chúng ta có thể yêu được mọi người. Chúng ta có thể yêu người lên cận gần nhất, đó là người vợ, người chồng. Nó không còn có sự tính toán đo được. Anh phải làm cái gì đó thì tôi mới làm điều này. Nhưng trong tình yêu của Chúa, chúng ta 1/10, đó là một cái lợi rất lớn. Chúa dạy chúng ta nhiều điều trong những lãnh vực mà chúng ta dành cho Chúa. Tất cả điều gì chúng ta dành cho Chúa, Chúa làm cho nó lợi cho chúng ta không? Dạ. Yeah. Xin Chúa cho chúng ta ý thức để chúng ta biết rằng khi chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta sẽ phát triển nhiều lãnh vực ở trong đời sống phục linh, và nó sẽ ảnh hưởng trên đời sống cụ thể của quý vị. Và như vậy chúng ta thấy là từ chỗ chúng ta ý thức luật, rồi từ luật chúng ta ý thức được ai là chủ, và chúng ta ý thức chúng ta là ai, và cuối cùng chúng ta được nâng bậc, đó là sự vâng phục và tận hiến. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ nhìn những người không nộp 1/10 hoặc không chung tiếng 1/10, quý vị sẽ thấy người đó thường là người nổi loạn, thường chống nghịch, thường phao mưu nói phản, và thường tính toán. Người nộp ít nhất trong hội thánh nhưng mà muốn biết nhiều nhất trong hội thánh. Hội thánh có bao nhiêu tiền? Hội thánh mang tiền đi đâu? Ủa mà tại sao hội thánh không giúp tôi? Ủa mà sao hội thánh không thấy tôi? Đó là tiêu cực. Cho nên để giải quyết nan đề này, quý vị phải tích cực để dạy cho chị về 1/10. Ai ngại nói về 1/10 chứ tôi rất thích nói về 1/10. Bởi vì tôi kinh nghiệm về 1/10, mà lát nữa tôi sẽ làm chứng về cuộc đời của tôi để quý vị thấy. Dạ, chúng ta sẽ đi tiếp ở trong 2 La Mã. 2 La Mã không? 1/10. Nộp 1/10. 2 La Mã mà. Đâu qua quang đây, bên đây. 10 đâu? Có 2 La Mã không cha? 2 La Mã vừa đi qua rồi. À, như vậy chúng ta thấy là cái chỗ kho này nó có nhiều cái rắc rối. Người ta có quan điểm mà Chúa ở khắp mọi nơi, hội thánh nào cũng có Chúa hết. Cho nên đôi lúc mình nhóm hội thánh này nhưng mình không cảm động nộp 1/10 ở đây, mình đi nộp chỗ khác cũng hay là Chúa. Không à? Nhưng mà không, sai rồi quý vị. Cho dù chúng ta có thích hay không thích trong lãnh đạo đó, chúng ta vẫn phải nộp 1/10 vào cái kho, là cái hội thánh địa phương chúng ta được lớn lên, được nuôi dưỡng ở tại đó. Amen. Tôi thấy nhiều cuộc đời nổi loạn, không thích cái ông mục sư đó, không thích cái bà quản nhiệm đó, không thích cái cô thủ quỹ đó, nộp 1/10 chỗ khác. Người đó không được phước, mặc dù có nộp 1/10. Cho nên khi mà Chúa muốn chúng ta nộp, là phải nộp vào đúng kho, đừng có nộp sai chỗ. Giống như mục sư Lâm, ông chia sẻ là cô đó là mục sư quản nhiệm thì tốt, nhưng mà cô lên tới cái hàng lãnh đạo là nó rối, bởi vì nó chật chỗ. Cho nên nếu chúng ta nộp 1/10 mà chúng ta không nộp đúng kho, đúng cái nơi mà Chúa đặt chúng ta tại đó, thì chúng ta cũng không được phước. Thế nên xin Chúa cho quý đệ tử Chúa sẽ dành cho bệnh trị của Chúa. Và buổi sáng tôi có nói với lại quý đệ tử Chúa khi uống cà phê với nó, đôi lúc người lãnh đạo mà nói với chiên, nó chiên ôi thì ông bà là lãnh đạo thì đương nhiên ông bà phải nói như thế, nhưng mà chiên dạy chiên rất tốt. Nên quý vị nên huấn luyện cái đàn nhân sự của mình dạy chiên rất tốt hơn là đích thân. Bởi vì khi quý vị dạy á thì người ta luôn có cái tư duy là ông bà chỉ muốn nộp để ông bà hưởng. Đúng rồi, phải không ạ? Cho nên hãy dạy cho những người chiên trưởng thành.
Amen. Họ có cái ơn dạy dỗ, họ sẽ hướng dẫn những chim mới. Amen. Đúng rồi. Thường chim với chim nói nghe tiếp thu mau hơn người lãnh đạo nói. Amen. Nhưng cũng rất là nguy hiểm, nếu mà là tiêu cực thì kinh khủng đó. Amen quý vị. Cho nên tốt nhất là quý vị hãy nhìn, nhất là các thủ quỹ, giúp cho người lãnh đạo biết ai là người trung tín nộp phần mình. Và hãy dùng những nhân tố đó để bồi lên cho họ, để hướng dẫn họ một cách đúng đắn về phần 10, để họ sẽ là đài phát thanh cho quý vị. Amen. Amen à? Amen. Có một câu chuyện đúng không, kể vấn đề phần 10 là cười ra nước mắt. Đó là thật sự ra như tôi đã nói với ngày đầu tiên với quý vị là Chúa là tốt lành. Amen. Cho nên trong mọi lĩnh vực chúng ta có thu nhập, chúng ta sẽ nộp cho Chúa. Amen. Thì nó có một cái thuật chặt là vừa đám cưới với đám tang. Đám cưới ấy, thì nộp phần 10 nó cũng dễ hơn cái đám tang. Thế là có bà quản nhiệm sốt sắng, khi mà đám tang xong rồi kêu cái người mà có tang á, nói em nộp phần 10 đi. Thế là nổi loạn lên, chết mà cứ lấy phần 10. Nghe nó rất là thảm. Chết mà cũng còn tính phần 10 trong này. Nhưng thật sự là bởi vì cái người lãnh đạo nó không khôn khéo. Thật sự ra có đôi lúc đám tang lúc trời ban phước, ngày ban phước, và là người mà có tấm lòng á là có phước mà có nộp à. Đó là quý vị đám tang chồng tôi nộp phần 10 đó. Tôi nói nhưng tôi lúc bây giờ tôi không khá quý vị. Một số lâu là người có làm để dạng lễ tang của chồng tôi, nhà ngàn sao tôi vẫn còn giữ những hình ảnh đó rất lộn xộn. Nhưng mà tôi viết cái thông báo là không có nhận lễ, nhận cúng điếu. Nhưng mà họ thấy nhà ngàn sao, họ thấy tội quá, họ cứ dẫn là họ cứ gỡ đi. Nhưng mà sau đó tôi quyết định nộp phần 10 và các cái tiền đó tôi làm việc bằng. Mặc dù tôi đang thiếu. Cho nên đưa đúng gặp mà chị chưa hiểu á, thì thôi đừng có lấy phần 10 tan. Khi họ có ý thức và chúng ta muốn làm điều này lại càng phải dạy để họ thông. Nếu cái gì chưa thông đừng bao giờ làm. Làm sẽ trở nên tiêu cực và làm xấu danh của Chúa. Đó là lý do mà tôi nói quý vị tôi thích dạy phần 10. Lý do không phải là cho tôi, nhưng tôi muốn người ta được phước. Amen. Rồi có nhiều người thắc mắc hỏi, ủa giờ lấy phần 10 về làm gì? Thì quý vị là những người lãnh đạo, những người hầu chúng ta biết trong nhà Chúa có nhiều việc để phải chi. Và có thể nói là cái nguồn chi vô tận. Nếu lúc trời chúc phước cho tặng thế này, chi vào tìm 200 người, chỗ này đâu có được. Phải là lại phải có một cái gì đó thay đổi để đáp ứng bề chi của Chúa. Mà nếu nó hơn nữa, 500 người thì sao ạ? Nó có rất nhiều điều mà chúng ta sẽ phải chi trong tương lai. Cho nên phần 10 là một phần đóng góp tích cực cho nhân quyền của Chúa. Và nếu chúng ta đi đường ta thấy cái lời khuyến khích của nhà nước đó là ai mà đóng thuế đó là người yếu đức. Đúng không ạ? Huống chi chúng ta là người của cõi trên, vương quốc nước trời bảo là thì chúng ta lại càng phải nộp. Cho nên nên hướng dẫn cái vấn đề giáo dục, nó là một cái điều rất quan trọng trong một thánh của Chúa. Nếu chúng ta thiếu sự giáo dục thì bầy chiên sẽ thiếu sự hiểu biết. Và khi thiếu sự hiểu biết thì họ sẽ làm việc của làm của họ cho làm phải. Họ sẽ không nghe chúng ta nói, nhưng mà họ muốn làm theo ý của họ. Cho nên sự giáo dục ở trong hội thánh của Chúa là điều rất quan trọng. Con ơi, đi xuống Ba La Mã được không? Và cuối cùng xin được nhắc lại, phần 10 là bước đầu tiên phải thực hiện. Ở đây không có vấn đề bàn cãi nữa, và đó là điều khẳng định. Có nhiều người nói
Nếu mà tôi không đọc thì sao? Có những chị hỏi như thế. Thì chúng ta căn cứ vào lời của Chúa có thể trả lời họ là họ phạm tội. Chúng ta không định tội cho họ, nhưng mà Chúa nói là các người phạm tội vì các người ăn trộm phần của người ta. Và thường khi phạm tội thì Chúa nói là các người bị rủa xả. Thưa quý đại cho Chúa, cái trọng tâm của phần 10 đó là bẻ gãy sự rủa xả. Tôi kinh nghiệm được này, bẻ gãy sự rủa xả. Nếu chúng ta chỉ nói phước không thì có những đời, có những con dân của Chúa họ sẽ nói là họ không là một người họ mới được phước. Họ sẽ chỉ ra bên ngoài có những người không có Chúa, không nộp phần 10 cũng phước. Nhưng điều trọng tâm chúng ta phải nói cho họ biết rằng nếu họ không nộp phần 10 thì sự rủa xả vẫn ở trên họ. Mặc dù lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 1 rằng cho đến hiện nay sẽ không có sự đoán phạt, có nghĩa là không có sự rủa xả cho những người ở trong Đấng Christ, phải không ạ? Nhưng nếu chúng ta không làm theo luật của Chúa thì cái sự rủa xả nó vẫn áp hàm chúng ta, nó vẫn đeo đuổi chúng ta. Và cái tư duy của người không nộp phần 10 thì đa số họ bị vào chỗ nghèo, thiếu. Nghèo, không dân, nghe rất là hợp lý, rất là đáng thương. Nhưng thật sự ra cái lẽ thật ở đằng sau đó là vì không dân nên nghèo, vì không nộp phần 10 nên nghèo. Tại vì khi chúng ta nộp phần 10 đứng trên cơ sở pháp lý thì Ngài có cớ để ban phước cho chúng ta. Còn nếu chúng ta không nộp phần 10 thì sự đổ xả vẫn ám hãm chúng ta. Và tôi nhiều năm đến trong chức vụ, và cứ mỗi lần tôi chia sẻ điều này thì cái điều đó vẫn là một cái sự dấu ấn trong cuộc đời của tôi. Chỉ có thể bẻ được gãy sự đổ xả trong sự nghèo nàn bệnh tật, đó là nộp phần 10. Vì nghèo không dân, không dân nên mới nghèo. Nó là một cái vòng tròn khép kín giống như dân xe như trong 40 năm trong đồng vắng. Và dân đó bị hủy diệt. Một thế hệ mới Đức Chúa Trời đem vào đất nước. Thế hệ cũ trên hết, không một người nào sống sót. Cho nên càng không đồ phần 10 chỉ có đi xuống chứ không thể đi lên. Đó là điều khẳng định. Nếu ai đó không đồ phần 10 mà đi lên, tôi sẽ khiếu nại Chúa. Chúa làm ngược lại luật của Chúa. Nhưng mà tôi nhìn thấy ở trong chức vụ tôi 19 năm, chưa kể những năm làm dân của Chúa, tôi chưa thấy một người nào nộp phần 10 mà đi lên, mà không nộp phần 10 mà đi lên được. Mới đầu khởi sắc rất là ok, nhưng mà càng về chiều càng xuống, càng xuống, càng xuống, cho đến khi diệt mất. Có những người qua đời vẫn chưa thấy được sự thành tựu của Chúa, lý do không nộp phần 10. Cho nên thưa quý vị, thưa Chúa, khi ta chia sẻ về phước hạnh thì hãy nhớ nói về sự rủa xả. Không nộp phần 10 sẽ không bẻ gãy được sự rủa xả về tài chánh, về sức khỏe. Và luật của Chúa không miễn trừ con dân cho đến đầy tớ của Chúa. Tôi cũng nghe những, tôi cũng đọc được những bài lập chứng có những mục sư không trực tiếp nộp phần 10 bị rủa xả về tài chánh và bệnh tật. Và đến khi mà để cho Chúa ông ơn tiên tri, và Chúa nói với ông mục sư được ơn tiên tri nói với đệ tử ta là không nộp phần 10, ông này rất là ngại, không dám nói, tại vì ông đó là mục sư chủ tọa của hội thánh lớn. Nhưng sau đó một sự thôi thúc, ông mời mục sư chủ tọa vào phòng riêng. Ông nói xin lỗi mục sư, đây là điều mà Chúa bày tỏ với tôi và tôi cần phải nói là mục sư không nộp phần 10. Ông kêu cúi đầu xuống. Có. Và sau khi ông xưng tội ăn năn, Chúa chữa lành ông thương cho. Và chữa lành cho con gái vợ. Để cho thấy cái mức quan trọng của phần 10, nó không chỉ là phước, nhưng mà nó là một cái nền tảng, là luật, và từ đó sẽ khai phóng chúng ta trong vấn đề này. Amen. Và như tôi đã nói với quý vị, nghèo không dân, nhưng thật sự là vì không dân nên nghèo. Nếu trong lịch sử Kinh Thánh của Chúa ghi lại,
Mary và Chúa Giêsu chỉ có hai con chim bồ câu. Đó là một cái sự dâng hiến khiêm nhường khi dân con. Chúng ta thấy người đàn bà quá chỉ dâng có hai đồng tiền. Chúa nhìn lắm. Cho nên tôi thích nghĩ là ở trong vòng dân sự của Chúa có lẽ ngày hôm nay người ta có đủ để mua được cả chục con chim bồ câu. Đúng không quý vị? Người ta có thể gấp nhiều lần đồng xu người đàn bà quá này. Cho nên hãy dạy họ nộp phần 10 để họ được phước như vậy hội thánh. Hãy nhắc lại họ điều đó là để họ được phước. Còn một câu chuyện của một sư người Hà Lan. Ông làm chứng một người phụ nữ khi đến với hội thánh rất là nghèo khó. Mà cô không thể tự dâng tiền. Và đến một ngày Chúa thôi thúc ông để chia sẻ. Mặc dù trong một quá trình hội thánh đã bày tỏ tình yêu thương đến cô Mai người phụ nữ này. Và sau đó thì ông chia sẻ với cô là nên tập dần đi. Thì cô nói một sư, tôi không có khả năng. Một sư nói rằng đồng sen cũng được. Tại vì cái đơn vị đồng sen của Mỹ là thấp nhất. Và người phụ nữ này bắt đầu tập. Và cái đó cô tập dần đến khi mà cô thể dâng được 100 đô la. Thì cô rất là vui mừng. Và cũng là ngày mà cô đã gạt được cái điều mà đúng trời ban phước cho cô. Và cô làm chứng với một sư mới một cái sự vui mừng ở trong nước mắt. Và cô nói là một sư ơi, tôi thật là lạ lùng được Chúa làm ơn cho con. Một người thì mà cô biết rằng bà ta rất là giàu có, nhưng mà cũng là người rất là keo kiệt và rất khó tính. Đã nhiều năm không có một cái mối quan hệ nào giữa cô và dì của mình. Nhưng mà tới một ngày thì có một cái cuộc điện thoại, người dì đó gọi cô đến. Thì trong cái tâm trí của cô đến thì nghĩ rằng chắc chẳng được gì, chắc chỉ nghe bà than thở là gì khó khăn, mặc dù là bà rất là giàu. Nhưng mà điều ngạc nhiên khi bà đến để nghe gì nói thì câu nói của bà là tài sản của ta sẽ cho con hết. Cảm ơn Chúa. Trị giá của nó cả 100,000 đô và chia sẻ hơn. Và có một câu chuyện về 1/10. Ở trong hội thánh có nhiều đại gia, nhưng có một cái đại gia đặc biệt. Có nên luôn quý vị đừng có nghĩ rằng đại gia họ sẽ trung tín hay không. Họ chỉ làm những cái việc mà cho người khác biết. Và đại khái là sẽ là anh hùng để dâng cái mục này mục kia cho một người khác biết. Nhưng mà thật sự 1/10 không trung tín. Thì có một cô tín đồ đó, cô được nghe Chúa nói rằng con hãy đến gửi bao thơ 1/10 cho những người đại gia. Cô ngạc nhiên nói Chúa, con thì nghèo mà cái người đại gia này thì giàu quá, nội cái vô nhà mà sớ rớ chó nó cắn cũng đủ mệt, làm sao con có thể đến nhà không được. Nhưng mà Chúa mới thúc giục cô như vậy. Và cuối cùng cô quyết định, cô lấy hết can đảm để đến cái biệt thự của ông Phật. Cô bấm chuông và ông cho cái người giúp việc ra để cho cổ vào. Và khi cổ vào thì cổ rất là run, bởi vì cái nhà của ông quá lớn và cổ thì quá nhỏ bé. Cổ lắp ba lắp bắp, cổ nói là chú nói tôi là đưa cái bao thơ này cho ông. Thì khi cổ nhìn vào cái bao thơ, ông nhìn vào bao thơ 1/10, ông khóc. Chú dùng những người phụ nữ này để nhắc cho ông ấy rằng con ăn cắp 1/10. Và từ đó thì đi ông thay đổi và nộp 1/10. Cho nên 1/10 đúng với trời làm nhiều cách để có thể phóng thích tài chánh cho một ai đó, để có thể đem sự nghèo khó của họ trở nên sự giàu có ở trong này. Và đôi lúc ngài dùng 1/10 để dạy một ai đó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ coi thường 1/10. Ở trong cuộc đời tôi cũng vậy. Cái năm đầu tiên khi tôi tin Chúa, tôi rất nghèo. Tôi chỉ hơn cái người ăn xin là chưa cầm ống lo ra ngoài đường thôi. Rất nghèo. Vì ông xã tôi người nghiện ma túy. Cuộc sống rất là cùng. Tôi từ nhỏ tới lớn được học ở trường người công giáo. Ít nhiều tôi cũng biết lờ mờ về Chúa Giêsu, về bà Mary. Nhưng mà những hình ảnh đó nó qua đi trong cuộc đời của tôi.
Cho đến khi cùng cực, cái giải pháp cuối cùng đó là chết. Sau đó lương tâm của tôi nhắc cho một điều, tôi chết thì dễ rồi, nhưng mà còn con của mình, mà chết là hèn, chết là chạy trốn chết mình. Tôi dừng lại, tôi nói Chú, nếu Ngài có thật và hội thánh của Chú có mặt ở trên đất này, nhưng mà con không biết là con sẽ đến với hội thánh nào. Và Chú dẫn tôi hội thánh đầu tiên, đó là hội thánh Ngũ Tuần. Đến đây tôi được dạy về phần 10. Khi học giáo lý báp têm thì đến cái bài phần 10, ở trong linh của tôi có một cái sự cảm nhận rằng đây là con đường sẽ giải phóng tôi ra sự nghèo khó. Năm đầu tiên trong cuộc đời tôi làm chiên của Chú, đó là năm Tết, hội thánh gửi cho tôi một phần quà. Tôi rất là cảm động và cũng rất là ngạc nhiên. Tôi có hỏi cô quản nhiệm rằng, chị ơi, như vậy thì hội thánh ai cũng được hả chị? Thì cô nhìn tôi và cười, nói không, em đặc biệt mới được cái món quà này. Sau này tôi tìm cho, tôi phải muốn biết cái đặc biệt là gì. Tôi biết được, nghèo mới được cái phần quà này. Tôi rất sốc. Tôi nói với Chúa, bằng giờ này sang năm con phải ra khỏi cái danh sách này Chúa. Con không muốn đứng ở trong cái danh sách này. Và đúng như vậy, con đường để đem đến sự thịnh vượng, giải phóng sự đồ xả của cuộc đời tôi và gia đình tôi, đó là nộp mình. Cũng có sự thử thách rất lớn. Một phần mười đối với những anh chị em có điều kiện nó khác, còn mà gia đình nghèo đúng là khó. Có những tuần lễ chúng tôi chỉ có một tô rau muống, ăn trường kỳ rồi đi thờ phượng Chúa. Hội thánh không bao giờ biết, bởi vì tôi đặc biệt không tha. Tôi không phải là đại lý tha, tôi không tha. Dạ, có tính là kiên cường bất khuất, không bao giờ cho người khác biết về hoàn cảnh của mình. Nhưng mà tại cái chỗ mà thấp nhất, tôi vẫn trung tín bỏ tiền vào cái ống lon sữa hàng tuần mang đi nộp phần mười. Lúc đó tôi làm, tôi sống bằng nghề làm neo. Tôi thấy Chúa lạ lùng, khi mình trung tín thì Ngài thành tín. Chúa nâng bậc từ cái chỗ mà phải tính từng bữa ăn cho gia đình. Vì tôi không thích vay nợ, có nghĩa là có bao nhiêu thì sẽ chi ly để chi đều ra, rải đều ra để sống. Từ cái chỗ mà chi ly giải ra đều để sống thì Chúa khiến cho tôi không còn phải tính nữa, không phải lo từ đầu tháng đến cuối tháng nữa, nhưng mà Ngài vẫn cung ứng theo cả của Chúa. Từ cái chỗ tôi phải ngồi cặm cụi để làm từng cái móng chân móng tay thì Chúa nâng bậc tôi, đã làm được bán đồ hủ. Mà Chúa sẵn sàng cho cái người bán đồ hủ ở ngay trước cửa nhà tôi. Vì ông xã nghiện ma túy cho nên mẹ tôi không muốn cho vào nhà, sợ vào nhà mất đồ. Rồi mẹ tôi cũng rất là đạo đức, biết con khổ, nhưng mà cái người bán đồ đã ở